chương thứ 14. Đánh hạ kẻ kiện cáo anh em. Một người có thể đặt câu hỏi, nước của Đức Chúa Trời sẽ đến như thế nào và hạng người nào sẽ sở hữu được nước đó? Nước trời sẽ được thấy trong những người được tình yêu thúc đẩy, những người biết rõ quyền năng của sự cầu nguyện. Vì khi họ thấy một nhu cầu, thay vì phê phán lẫn nhau, họ cầu thay cho đến khi được gây dựng trở nên mọi khía cạnh ở trong Ngài là đấng làm đầu của họ. Nước trời đến như thế nào? Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Khải quyền đoạn 12 câu 10-11. Sẽ có một thời điểm thật sự khi sự cứu rỗi, quyền năng và nước của Đức Chúa Trời cũng như uy quyền của Đấng Christ được thể hiện trên mặt đất này. Trong khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sự ứng nghiệm của biến cố vinh hiển đó, tinh thần của sự thật vĩnh cửu này có thể được chiếm hữu bất cứ lúc nào bởi những người quyết tâm bước đi không theo tinh thần bê bình chỉ trích bối lông tìm vết, mà luôn hướng mặt đến sự thánh khiết yêu thương và cầu nguyện cho nhau. Có những thủ tục cho Chúa định để khởi đầu chỉnh đốn trong dòng hội thánh. Những sự chỉnh đốn này phải được thực hiện bởi anh em là kẻ có Đức Thánh Linh trong tinh thần mềm mại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị cám dỗ như người khác. Động cơ của anh em là sửa họ lại. Galati đoạn 6 câu 1. Dù vậy, đừng chấp nhận sự tố tụng nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Timôthê nhất đoạn 5 câu 19. Người làm chứng nói đến ở đây là những nhân chứng ta nghe mắt thấy, chứ không phải cái gọi là lời chứng tâm linh mà một người nào đó nhận được mà không căn cứ trên những sự kiện thấy được rõ ràng. Thường thường, những lời chứng giả dối ấy được địa ngục sai đến để phá hủy sự hợp một của hội thánh bằng những tin đồn và sự nói hành. Khi xác định tình thế mà không dựa vào lời Chúa thì nó mở cửa cho sự bới lông tìm vết. Sự phê bình chỉ trích trong xác thịt vốn là những bằng chứng cho thấy kẻ kiện cáo anh em đang tấn công hội thánh. Nơi nào những tội lỗi này công khai hoạt động, ở đó sự vận hành của Đức Thánh Linh bị giới hạn, sự cứu rỗi ít oi, quyền năng được thu hẹp và uy quyền thuộc linh bị què quặt. Một hội thánh như thế đang lâm vào tình thế nguy hiểm trầm trọng. Để đem sự chỉnh đốn của Đấng Christ đến với một hội thánh, một người phải được sức dầu bằng những động cơ của Đấng Christ. Kinh Thánh nói rõ, Chúa Giêsu hằng sống để cầu thay cho những thánh đồ. Roma đoạn 8 câu 34, Hebrew đoạn 7 câu 25. Đức Chúa Trời không kêu gọi để chúng ta xét đoán lẫn nhau, mà phải cầu nguyện cho nhau. Nếu chúng ta thấy một nhu cầu trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta phải cầu thay và đừng phê bình chỉ trích. Kiểu mẫu của chúng ta phải là theo gương Đấng Christ trong sự xây dựng và phục hồi, chứ không phải là giọng lạ tiếng nói của kẻ kiện cáo anh em trong việc bới lông tìm nhất. Nhiều năm về trước, tôi thuộc về một tổ chức Cơ Đốc toàn quốc có một khải tượng thực sự từ Đức Chúa Trời, nhưng cũng có một số những vấn đề trầm trọng. Lúc đó tôi đang tranh giữ một hội thánh nhỏ và tôi cảm thấy có lẽ chúng tôi phải từ bỏ nhóm người này vì những sai lầm đang xảy ra. Tôi cùng với hội chúng bắt đầu tìm kiếm Chúa. Với những thời kỳ kiêng ăn khoảng 40 ngày, cuối thời gian đó tôi đã viết ra một danh sách những điều phàn nàn và đưa ra trước mặt Chúa. Tôi đã cầu nguyện hơi có vẻ công bình riêng. Lạy Chúa, hãy xem xét những sai lầm trong những người này. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con phải làm gì đây? Lập tức Chúa trả lời, con đã thấy những điều này chưa? Tôi trả lời, vâng, thưa Chúa. Con đã nhìn thấy những tội lỗi của họ. Về điều đó thì người phán, ta cũng đã thấy rồi, nhưng ta đã chết cho họ. Con hãy đi và làm theo như vậy. Từ ngày đó trở đi, tôi đã tìm thấy ân huệ từ Chúa để làm một nguồn sự sống và cầu nguyện bất cứ nơi nào tôi hầu việc Chúa. Bạn thấy không? Chúng ta sẽ luôn luôn được hầu việc trong những hội thánh mà ở đó có những chuyện sai lầm. Sự phản ứng của chúng ta đối với những gì chúng ta nhìn thấy cho biết mức độ giống như Đấng Christ của chúng ta đã tới đâu. Nếu chúng ta thấy sự yếu đuối trong thân thể của Đấng Christ, sự kêu gọi của chúng ta là cung cấp thêm sức mạnh. Nếu chúng ta nhìn thấy tội lỗi, sự phản ứng của chúng ta là làm một gương sáng đức hạnh. Khi chúng ta thấy có sự sợ hãi, chúng ta phải truyền thụ sự can đảm, và nơi nào có tinh thần thế gian, ở đó chúng ta phải thể hiện sự thánh khiết. Sự kêu gọi của chúng ta là bước vào cho cầu thai và đứng ở đó cho đến khi thân thể của Đấng Christ được gây dựng ở khu vực này. Có phải ma quỷ đang ở trước ngay của Đức Chúa Trời? Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 cho chúng ta biết rằng chúng ta đã được làm cho sống lại và được ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Chúng ta hãy hiểu rằng trong khi thể xác và linh hồn của chúng ta hoàn toàn được gắn chặt ở đây trên mặt đất, thì qua trung gian của Đức Thánh Linh, tâm linh hay tâm thần chúng ta đã được đưa vào sự thông công trực tiếp với Đấng Christ trên thiên đàng. Từ tư thế này, chúng ta có thể dạn dĩ đến gần ngôi ân phước của Đức Chúa Trời, và qua sự cầu nguyện cũng như sự thờ phượng, chúng ta có thể bước vào tận nơi chí thánh thật sự của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 4 câu 16, đoạn 10 câu 19-20, Matthew đoạn 5 câu 8, Colossae đoạn 3 câu 1. Có nhiều câu kinh thánh minh chứng cho lẽ thật về tư thế đồng ngồi của chúng ta với Đấng Christ. Đây là điều quan trọng chúng ta cần phải hiểu, vì chúng ta sắp xem xét một giáo lý đã từng là nguồn gốc gây bối rối cho nhiều thánh đồ. Có phải Satan cũng ở trên thiên đàng? Nó có thực sự đứng trước ngai của Đức Chúa Trời không? Nghiên cứu sách Khải Huyền và trong phần mô tả về ngai của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy không có ma quỷ ở đó. Đoạn 4. Hãy nghiên cứu đoạn 12 của sách Hebrew trong câu chuyện nói về Jerusalem trên thiên đàng.
Lần nữa, bạn cũng không thấy ma quỷ ở thiên đàng. Để nhấn mạnh thêm điều này, trong một buổi gia đình lễ bái tại Toronto, Canada, trong khi chúng tôi đang thờ phượng sâu xa trước mặt Chúa, Đức Thánh Linh đã mở ra cho mỗi người chúng tôi, trong các mức độ khác nhau, một hình ảnh nhìn vào Jerusalem trên trời. Chúng tôi đã thấy một lĩnh vực mà ở đó không có bóng tối tăm hay là sự chết. Mọi sự đều sống động và trong mọi sự đều phản chiếu ra ánh sáng hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở đó chẳng những không cần có mặt trời, không cần nguồn sáng nào khác, nhưng cũng không có bóng tối, bóng râm ở bất cứ đâu. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng nhiều thứ lắm, nhưng điểm tôi muốn nói một cách đơn giản là không có ma quỷ ở thiên đàng. Vậy thì ma quỷ ở đâu? Judea nói chúng ta rằng Satan đã bị giam cầm, bị xích lại cách thiêng liêng bằng dây xích trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Judea 6. Satan đã bị giam cầm trong nơi tối tăm, ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời là cha mà trong Ngài chẳng có sự tối tăm nào hết, lại cho phép ma quỷ xâm nhập vào nơi thờ phượng đời đời đặng tố cáo hội thánh mà con Ngài đã chết thay là điều khó tưởng tượng nổi. Như vậy thì chúng ta giải thích thế nào về câu kinh thánh ám chỉ là ma quỷ đang ở thiên đàng? Trước nhất chúng ta cần hiểu rằng có ba lãnh vực được gọi là thiên đàng trong kinh thánh. Nơi thứ nhất và thường được nhận dạng như là nơi ở đời đời của những người được phước, nơi ở trên trời của ba ngôi Đức Chúa Trời, của các thiên sứ và của những người được cứu chuộc. Kế đến chữ thiên đàng hay tầng trời được dùng để mô tả bầu trời như trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi kinh thánh nói rằng Satan ở các nơi trên trời hoặc thiên đàng là chỉ về một chiều kích của sự sống tương đối khó biết, đó là lãnh vực các linh. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12, Khải Huyền đoạn 12 câu 11, Luca đoạn 10 câu 18. Chữ trời này vốn bao vây trực tiếp ý thức của con người, đó là lãnh thổ thuộc linh, mà từ đó Satan tìm cách kiểm soát thế gian. Thật là dại dột cho rằng chúng ta biết nhiều hơn những gì mình thực sự biết về chiều kích này. Nhưng chúng ta biết chắc điều này, chính tại ở đây mà Satan phóng ra cuộc chiến tranh của nó chống lại hội thánh. Nếu sự thật ma quỷ không ở nơi cao nhất ở thiên đàng, thì làm thế nào nó kiện cáo các thánh đồ trước ngay của Đức Chúa Trời được? Chúng ta bắt đầu bài luận văn này bằng cách giải thích rằng Đấng Christ đã đặt tâm linh của chúng ta trong Ngài, trước ngay của Đức Chúa Trời. Trong khi tâm linh chúng ta nối liền chúng ta với Đức Chúa Trời, thân thể và linh hồn của chúng ta vẫn ở trên mặt đất. Mặc dù ma quỷ không có lối vào trực tiếp đến Đức Chúa Trời, nó vẫn có được lối vào đến với những tư tưởng và những lời nói của chúng ta. Khi chúng ta chất chứa những thái độ cảm tình với việc bối lông tìm vết, khi chúng ta biện hộ cho sự nói hành và sự phê bình chỉ trích tiêu cực, chúng ta đã thực sự để cho Satan sử dụng môi miệng của chúng ta để kiện cáo các thánh đồ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã sai lầm cho rằng những lời thầm thì của chúng ta nói ra trong bóng tối vẫn được giữ kín, thậm chí Đức Chúa Trời cũng không biết. Chúng ta phải nhận biết rằng chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Hebrews 4:13. Lời Chúa há không chép rằng mọi điều các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng hay sao? Luca 12:3. Đức Chúa Trời là sự sáng, thực sự nghe hết mọi lời của kẻ kiện cáo, thậm chí ở cả nơi kín nhiệm phòng the, nói ra giữa vợ với chồng. Hãy giữ mồm giữ miệng của bạn. Có rất nhiều điều Đức Chúa Trời cung ứng cho thân thể của Đấng Christ qua sự xưng nhận của chúng ta. Đây không chỉ đơn giản là sự xưng nhận tích cực, có suy nghĩ trước, được diễn tả trong sự cầu nguyện, mà đây là bao gồm mọi điều phát ra từ môi miệng của chúng ta. Chính Đấng Christ há chẳng phán rằng người ta sẽ bị phán xét về mọi lời hư không hoặc bất cẩn mà mình đã nói ra hay sao? Matthew 12:36. Những lời nói là sự tuôn chảy của tâm trạng chúng ta. Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo. Hebrews 3:1. Lấy những lời nói của chúng ta dù là tin hay không tin và phân phát trở lại cho chúng ta sự sống đời đời tùy theo lời nói của chúng ta. Khi môi miệng chúng ta không được kiềm hãm, Gia-cơ nói với chúng ta rằng sự xưng nhận tiêu cực của chúng ta đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Gia-cơ 3:6. Nếu chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, chúng ta kinh nghiệm sự tăng trưởng nhiều hơn và sự bảo vệ lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta bấu lông tìm vết, phê bình chỉ trích và thiêu dệt chuyện người ta, thì tiếng nói của kẻ kiện cáo được bày tỏ ra và chúng ta bị xét xử vì những lời hư không và gian ác của chúng ta. Vì thế cho nên, chúng ta phải hiểu rằng mỗi một tư tưởng của chúng ta và thậm chí những cuộc nói chuyện thân mật nhất của chúng ta với người khác đều là những lời cầu nguyện chúng ta đang dâng lên cho Đức Chúa Cha, là Đấng liên tục và âm thầm thấy biết hết thảy mọi sự. Những lời cầu nguyện không ghi địa chỉ ở đây cũng chẳng khác nào một phần trong lời xưng nhận của chúng ta trong lời cầu nguyện là cha yêu dấu. Và những lời đó đều có ảnh hưởng cả.
những lời nói của chúng ta về nhau cũng như những lời nói của chúng ta với nhau. Phải mang theo chúng ý thức kính kiền, kính trọng như là khi chúng ta đang nói chuyện với Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài đang thật sự lắng nghe, môi giơ giấy hay lưỡi bằng lửa. Thật là ý nghĩa lúc mà Ê-sai thấy Chúa, Ê-sai đoạn 6. Ở đó không thấy có ma quỷ ở thiên đàng, nhưng mà cảm tội lỗi của ông thì đúng theo lời nói của ông. Ông nói: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi giơ giấy ở giữa một dân có môi giơ giấy. Câu 5. Sự thật, những lời phê bình chỉ trích của chúng ta nói về nhau chính là tiếng nói của Sa-tăng đang kiện cáo các thánh đồ trước mặt Đức Chúa Trời. Môi miệng của Ê-sai đã được tẩy sạch khi nó được chạm bởi than lửa lấy từ bàn thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta càng thực sự đến gần Đức Chúa Trời chừng nào, chúng ta càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì những lời dơ dáy của chúng ta chừng ấy. Khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giê-xu, Ngài mang hình thức biểu trưng như là chim bồ câu. Nhưng khi Đức Thánh Linh bày tỏ ra trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã hiện ra như lưỡi bằng lửa đang cháy. Một số giáo phái Cơ Đốc giáo cho rằng nói các thứ tiếng khác là dấu hiệu đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đối với chúng tôi, vấn đề không phải là nói bằng các tiếng lạ, nhưng là bằng lưỡi lửa. Lưỡi đã được thánh hóa bởi lửa của Đức Chúa Trời từ bàn thờ. Lưỡi đã được tẩy sạch khỏi sự bới lông tiềm vết và những sự phê bình chỉ trích. Đánh hạ kẻ kiện cáo, chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Khải Huyền đoạn 12 câu 10-11. Thay vì nói về tội lỗi và lầm lỡ của người khác, chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời vũ ơn để nhìn thấy mọi nhu cầu chung của chúng ta được đáp ứng. Theo bản năng, chúng ta phải bước vào sự cầu thai của Đấng Christ và tha thiết cầu thai cho những người mà Đấng Christ đã chết thay. Trong Khải Huyền 12, chúng ta thấy họ đã thắng kẻ kiện cáo anh em. Chúng ta hãy nhìn vào mẫu chiều kích chiến thắng của chúng ta một cách riêng rẽ. Thứ nhất, huyết Chiên Con. Về phương diện thuộc linh, một dòng máu tuôn chảy qua chúng ta tất cả, thực sự khiến chúng ta nên một thân thể, chia sẻ cùng một nguồn tẩy sạch và một nguồn sự sống. Một dòng máu khiến chúng ta nên một gia đình, mua chuộc và làm cho chúng ta trở nên người bà con. Dòng huyết đó trả xong sự cứu chuộc của chúng ta và tấn công cả kiện cáo, giải giáp sự kiện cáo của nó. Huyết đó lập lên cho chúng ta một thái độ mềm mại thay vì công bình riêng. Sự đổ huyết đã nói lên rằng mọi người đều cần Chúa Giê-xu. Điểm thứ hai, lời làm chứng của mình. Điều này bao gồm việc nói cho người khác biết những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Nhưng còn hơn thế nữa, sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri Khải Huyền đoạn 19 câu 10. Để thực sự chiến thắng kẻ thù, chúng ta phải sống và suy nghĩ trong tinh thần tiên tri, tức là chúng ta phải nhìn lẫn nhau như Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta, thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu, được cổ võ bởi những đời sống có khải tượng, xưng nhận đức tin của chúng ta lẫn cho nhau. Việc nói rõ và nói ra lời hằng sống của Đức Chúa Trời giúp chúng ta chiến thắng những ảo tưởng của kẻ thù. Thi Một Thi Nhất đoạn 1 câu 18. Điểm thứ ba, chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Chúng ta không thể chiến thắng Sa-tăng và đồng thời chất chứa sự tự ti và cảm tình với những gì cần phải bị đóng đinh trong chúng ta. Sự chiến thắng của chúng ta được thành đạt bởi sự sẵn sàng chịu chết hơn là phản bội lại niềm tin chân lý của chúng ta. Phao-lô đã nói: tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong cuộc đua. Công vụ đoạn 20 câu 24. Những người thiết lập nước trời không chịu thua, không thỏa hiệp với những đau thương của mình. Họ có thể bị đau đớn nhưng không rút lui. Họ sống bởi đức tin. Kẻ kiện cáo trước hết phải được đánh hạ trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta không thể khoan nhượng với sự bấy lông tiềm vết và các sự tố cáo. Chúng ta phải sở hữu chính tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với anh em chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời và uy quyền của Đấng Christ sẽ được nhìn thấy trong những người quyết tâm kết ước với sự cầu nguyện được thúc đẩy bằng tình yêu thương. Vì khi họ thấy một nhu cầu, thay vì chỉ trích, họ đánh hạ kẻ kiện cáo anh em và họ cầu nguyện. Phần thứ ba, chiến trường của các nơi trên trời. Biên cương cuối cùng của cuộc chiến thuộc linh là lãnh vực các linh, cuộc chiến tranh tại thiên đàng. Những người cai trị trong các nơi trên trời cai trị luôn trên trái đất nữa.